Liệu bọn này nó có cái giới tính thứ ba không nhỉ? Nghi nhỉ. Đầu nô. Nó mà chịu ấy là nó phải ra nó chủ động với con đực. Tiếp tục lại là cặp vàng, đến hôm nay vẫn chưa lấy giống được. Con cái vẫn chưa chịu. Chưa từng gặp cái tình huống nào nó như thế này. Là cái tình huống là đến ngày rồi được bám nhưng mà cái thì gừ. Hôm nay là bám rồi đấy, hôm nay bám cái rồi. Bám cái được. Được bám cái đòi phối rồi. Thế thì triển đi, triển khai đi. Ở đây mà sủa thì làm cái gì? Cái cứ dọa được. Đây con vàng đây. Tầm chiều mát mẻ cho ra. Cáo đây. Cáo đẹp dai đây. Cáo mặt rất đẹp. Lông đẹp tuyệt vời luôn. Này, rất đẹp luôn. Ghép được với nhau, cặp này mà ghép được với nhau thì chắc là con sẽ ok đấy. Ra mà cứ vần chán không được là đực nó cũng chán. Không hiểu sao con cái này nó lại thế. Thử với cả đực khác rồi mà nó cũng tình trạng tương tự. Bởi vì nhà có mấy đực cơ. Triển khai đi. Hôm nay không thèm mà đừng bỏ hết mùi rồi nhá. Sáng vẫn bám đấy, nhưng sáng không quay. Cáo ra gạo đi. Cáo này là từ bé là lúc bắt về là nó quậy lắm, thiếu ăn. Bé con. Cáo này là bắt ở trên bản là lúc nó bắt nó là nó khoảng tầm 5 tháng. Mà mọi người có biết là lúc bắt nó 5 tháng nó được mấy cân không? 5 tháng là lúc đấy nó được có mấy cân? 8 cân. Con chó 5 tháng được có 8 cân. Nó quá đói ăn, người nó gầy như sắc ve. Cho nên là mình nghĩ là cái con này, con cáo này nó cũng không phải bé con đâu. Mà là do bé, lúc bé là nó bị còi, nó bị đói ăn quá. Chứ nó cũng không bé con đâu. Nhưng nó mất mấy tháng tuổi lớn, thành ra nó nhỏ. Thể trạng bây giờ của cáo thì nó khoảng tầm 17-18 cân. Nếu mà gầy thì khoảng 16 cân rưỡi. Đấy, khắp mọi chỗ đánh dấu. Thôi cáo không làm gì nữa hả? Có làm gì nữa không? Hết mùi, hôm nay hết mùi à? Vàng ra đây anh xem nào. Xem nào, xem hôm nay còn chịu không? Gãi thử xem nào. Không thấy bảo sao. Gãi vẫy đuôi.
Vàng thì to con nhưng mà tai thì không tốt lắm, tai thì không được căng, ghép với cáo là vừa đấy mà lại không chịu hả, sợ không chịu thì còn nói năng gì, không thèm nói hoài gì luôn nữa. Giờ hỏng rồi, cẩn thận là quả này là bị hụt rồi, khả năng là quả này là bị hụt mất một cái nước này rồi của con vàng này rồi, có lẽ là bị hụt mất một nước của con vàng này rồi. Vì cái lúc mà đực nó rất là ham ấy thì con cái nó lại cứ hừ dọa. Bây giờ thì đực có vẻ không ham, có vẻ là không thèm quan tâm nữa rồi, không đói hoài gì nữa rồi. Đấy. Thế chứ nhỉ, không đói hoài gì đến nữa rồi. Bắt đầu nô. Nó mà chịu ấy là nó phải ra nó chủ động với con đực. Cáo đẹp trai, quá đẹp. Thanh niên hôm nay không quan tâm nữa rồi. Này thì đẹp. Hôm nay là cáo là không thèm quan tâm nữa. Buổi sáng thì vẫn quan tâm, bây giờ thì có vẻ hít người quay đi, chắc là cái hết mùi rồi. Khó hiểu thật. Chưa từng gặp cái trường hợp nào mà nó như là cái con vàng này. Khi mà con đực nó quấn ấy thì nó lại không cho. Liệu bọn này nó có cái giới tính thứ ba không nhỉ? Nghi nhỉ. Cái con vàng ấy là lần trước nó lên giống ấy là nó cũng không cho con đực nó nhảy. Nhưng mà vì là lần trước ấy thì dù sao là con chó nó lúc đấy nó mới chỉ là 11 tháng, 12 tháng thôi, nên là thành ra là cũng lưỡng lự cái việc là cho nó đẻ hay không cho nó đẻ cũng ok thôi. Vì nó cũng còn non. Nhưng lần này thì vẫn không chịu.